Một vụ tai nạn hy hữu được camera hành trình ghi lại trên đường leo dốc lên thắng cảnh đồi bù Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Theo đó, trưa ngày 5 tháng 12, chiếc Toyota Yaris màu trắng leo dốc trên con đường đất đá khá ngập ngềnh và bị sa hố. Ngay lập tức, người ngồi bên ghế phụ đã xuống xe để xem xét, lần lượt sau đó là nam tài xế và một thanh niên khác ngồi ghế sau. Tuy nhiên, khi tài xế vừa đóng cửa mạnh thì chiếc xe bắt đầu trôi về phía sau. Quá bất ngờ, không ai trong ba nam thanh niên kịp lao vào cứu xe mà đành bỏ chạy khi chiếc Yaris đâm vệ đường, rồi chuyển hướng lao thẳng đầu xuống chân dốc. Xe chỉ dừng lại sau khi đâm vào hàng cây bên đường.